Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây, hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, vào năm Tân Sửu 2021, nữ mạng chi tiết. Xem tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, nữ mạng, về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan về tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, nữ mạng. Nữ mạng sinh năm 1957, tuổi Đinh Dậu, tức tuổi con gà, thường gọi là độc lập chi kê, tức gà tự lập, mệnh hỏa, sơn hạ hỏa, nghĩa là lửa dưới chân núi. Mệnh sơn hạ hỏa gặp năm 2021, mệnh bích thượng thổ, hỏa sinh thổ không tốt. Địa chi, Dậu gặp Sửu, tam hợp tốt. Thiên can, Đinh gặp Tân bình thường. Sao chiếu mệnh, sao vân hán. Vận hạn, hạn ngũ mộ, vận nghiêng, kê giáp viên. Thái tuế năm 2021 không phạm thái tuế. Tam tai năm 2021 phạm tam tai năm thứ ba. Tuổi kim lâu năm 2021 không phạm kim lâu. Hạn hoàng ốc năm 2021 phạm hoàng ốc, ngũ thọ tử. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, nữ mạng. Sao vân hán hay còn gọi là vân hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh họa huyết quan, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng những mối họa do sao vân hớn có thể mang tới cho chủ mệnh như sau. Làm ăn mọi việc đều trung bình, lời nói khó nghe, dễ bị thiệt thân, đề phòng thương tật, đau ốm, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thưa, bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng, trở nên thủ cục, bảo vệ nề nếp cũ, bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người bị sao vân hớn chiếu dễ vướng phải các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên mâu thuẫn, cãi vã. Về cơ bản thì sao vân hớn cũng tương đối lành nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn tới công việc cũng như sức khỏe. Có điều, vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn năm 2021 của tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, nữ mạng. Vận hạn, hạn ngũ mộ là hạn mất của, hao tài, bất an, tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn, chớ cho người khác ngủ nhờ, kẻo có tai bay vạ gió, đề phòng tai họa, mất của. Muốn tìm hiểu sao ngũ mộ tốt hay xấu ra sao, ta không nên bỏ qua câu thơ diễn giải về hạn ngũ mộ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh mắc phải, dạ tai. Căn cứ theo ý tứ của câu thơ, ta có thể thấy hạn ngũ mộ là một hạn xấu gây tổn thất, thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài chính, tiền bạc. Trong năm, người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc. Nói chính xác hơn, đó sẽ là bị mất mát về tiền của. Trong năm đó, nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt. Nếu khi mua hàng không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành,
bị mất do trộm cắp hoặc bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Những người gặp hạn này thường gặp thua lỗ trong đầu tư, kinh doanh, cơ hội kiếm tiền giảm đi, rất khó có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn, vì nguy cơ phải chi tiêu, mua sắm hay anh em bạn bè có việc mà phải giúp đỡ họ về tài chính. Ngoài ra, việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của, bởi có thể gặp phải người gian, trộm cắp dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Cổ nhân thường nói, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Những bạn nào có hẹn ngủ mộ nên làm theo những hướng dẫn sau đây để tránh tai họa quá lớn xảy ra đến với mình. Thứ nhất, nên tu nhân tích đức làm nhiều việc thiện, ủng hộ, quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề, cờ bạc. Thứ hai, trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm dẫn tới hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ ba, nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để tiền nhiều trong nhà, phòng kẻ trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tốn. Thứ tư, hạn chế cho người khác ở tại nhà mình. Nếu có thì cần phải đề phòng, cẩn trọng, không được lơ đãng khiến cho kẻ gian có cơ hội vụ lợi, trộm cắp hay gây nên những tổn thất bất lợi cho mình và gia đình. Vận niên năm 2021 của tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, nữ mạng. Kê giáp viên là hình tượng gà được thả vào trong vườn. Điều này báo hiệu một năm thành công và no đủ của bản mệnh. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh có tài lộc quạnh phát, được người khác cho biếu tặng tiền hoặc tài sản. Công việc làm ăn tấn tới, kinh doanh buôn bán đất hàng, xin việc mới hoặc xuất hành đi xa đều có lợi. Trong năm này, sức khỏe của bản mệnh khá tốt, tuy nhiên bạn cần tránh di chuyển đường sông nước, cầu phà. Trong năm gặp vận niên kê giáp viên, bản mệnh cần lưu ý hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc, bởi cho vay nợ sẽ rất khó đòi lại được. Trong năm này, bản mệnh nên làm phúc đức, giúp đỡ người khác nhiều hơn. Về đường tình duyên, trong năm bản mệnh nên chân thành, chung thủy với bạn đời, kẻo mất mưu kẻ xấu, gặp khẩu thiệt nho nhỏ. Ngoài ra, trong năm này, dễ gặp bạn khác giới muốn lợi dụng bạn. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, nữ mạng. Trong năm 2021 có phạm thái tuế không? Trong năm 2021 có 5 con giáp tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Ngọ, Tuất sẽ phạm thái tuế cụ thể. Tuổi Sửu năm 2021 là năm bản mệnh 5 tuổi. Tuổi Sửu phạm trị thái tế hay còn gọi là trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Ngọ năm 2021, tuổi Ngọ phạm hại thái tuế. Bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn. Bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm, dẫn tới tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Mùi năm 2021, tuổi Mùi phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm, làm việc gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Thìn năm 2021, tuổi Thìn phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân và các mối quan hệ xã hội. Tuổi Tuất năm 2021, tuổi Tuất phạm hình thái tuế, bản mệnh cẩn thận, kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề.
Như vậy, trong năm 2021 thì tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nữ mạng, không phạm hạn thái tuế. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nữ mạng, trong năm 2021 có phạm tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì gặp lại hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Bản mệnh tuổi Đinh Dậu theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai như sau: Giáp Tý, Ất Sửu, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu và Quý Hợi. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nữ mạng, phạm hạn tam tai năm thứ 3. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nữ mạng, trong năm 2021 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có bốn dạng, đó là: Kim Lâu Thân là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc. Và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm nhân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm Kim Lâu. Cụ thể, số dư 1 phạm Kim Lâu Thân, số dư 3 phạm Kim Lâu Thê, số dư 6 phạm Kim Lâu Tử và số dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm tuổi Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nữ mạng là 65 tuổi.